Vâng, xin chào anh chị trên nền tảng mạng xã hội của Nguyễn Mạnh Tuấn Official. Thì hôm nay mình lại tiếp tục mình chia sẻ cho anh chị em mấy cách để mà làm sao mà anh chị em có thể cài được bàn phím tiếng Việt, cách để cài set play, cách để cấu hình lại các cái icon và sắp xếp lại chúng làm sao cho hợp lý. Vì khi anh chị em mua máy chính hãng hay máy sách tay về, có thể là cái icon đang để lộn xộn đúng không? Hay là những cái cấu hình như nhiều máy sách tay sẽ không có CH Play, phải cài bàn phím VBAT thì chúng ta phải cài đặt nhào. Thế bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em. Trên tay mình là con Xiaomi 13 Ultra do bên mình phân phối, thì bên mình sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách để cài CH Play, cài bàn phím tiếng Việt, sắp xếp icon làm sao cho một cách khoa học nhất để có thể sử dụng máy thuận tiện nhất, không tốn nhiều thời gian nhất và không phải mất nhiều thời gian để tìm các cái app. Anh chị cùng xem. Nhưng bây giờ mình chia sẻ cách đầu tiên là cái cách cài CH Play nhào. Vâng, với cái chiếc máy mới về thì chúng ta cần đầu tiên cài đặt WLAN đúng không? Wi-Fi để đăng nhập vào Wi-Fi trước. Sau đó chúng ta sẽ vào Get App này, chúng ta tìm CH Play và nó sẽ ra là Google Play Store. Đấy, anh chị em đao về, do cái máy trên này mình đao về rồi thì nó hiện sẵn trên đây và Play Store. Rồi, thì sau khi download về được xong thì chúng ta đã có CH Play rồi, chúng ta đăng nhập tài khoản ở đây, chúng ta nó sẽ đang đòi hỏi đăng nhập tài khoản đây, chúng ta sẽ download các cái app cần để sử dụng vào đây thì chúng ta có thể sử dụng. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp cho anh chị em cách để cài bàn phím GBOT nhé. Để chúng ta vào đây, chúng ta gõ chữ GBOT lên trên công cụ tìm kiếm. Sau đó install nó ra. Bây giờ nó sẽ download về nhá. Bây giờ anh chị em sau khi download xong GBOT thì ấn vào GBOT thì sẽ ra bảng giao diện như này. Chúng ta chọn SKBOT là tiếng Việt, ok, là chọn bàn phím QWERTY hay là vẽ hình thì đăng bàn phím QWERTY. Đây bây giờ đã hiện lên tiếng Việt Nam đúng không? Thì anh chị em chỉ cần ra ngoài bật lại cái GBOT lên là xong. Đây, bật lên vì đang tắt đi, bật nó lên thì nó mới ok sử dụng được. Và sau khi bật bàn phím GBOT lên, chúng ta cần một cái thao tác nữa, chính là bật cho bên ngoài được cái bàn phím GBOT cho hiện lên. Đây, ấn vào đây. Rồi kéo lên này, ở dưới này vẫn phải chọn vào bàn phím GBOT để cho nó sử dụng nhá. Rồi, bây giờ chúng ta có thể gõ tiếng Việt được rồi. Đấy, bây giờ chúng ta gõ đây, tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Việt. Đấy, sau khi này những cái máy sách tay được giải quyết vấn đề, tức là có thể có bàn phím tiếng Việt rồi anh chị em nhá. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh chị em sắp xếp icon này nhá. Vì khi chúng ta vừa mua máy về, các cái icon sắp xếp nó rất là linh tinh và rất là lộn xộn đúng không? Nếu mà chúng ta để nguyên như vậy thì rất là nhiều, nó bị lộn xộn và rất là khó chịu, mất nhiều thời gian để chúng ta sắp xếp vào. Thì bây giờ chúng ta cần di vào các thư mục như vậy, di vào các thư mục như vậy những cái icon là không dùng đến, thì chúng ta sẽ vứt một thư mục, xong rồi chúng ta kéo sang các trang khác. Và để cái trang chính này, khi khởi động lên trang chính này sẽ toàn bộ là các cái mình hay sử dụng, ví dụ như Zalo, Facebook. Facebook chúng ta để vào cùng một thư mục, Zalo để cùng vào một thư mục. Các cái phần mềm tiện ích như YouTube hay giải trí cho vào một thư mục, TikTok cho vào thư mục. Tức là chúng ta sẽ xét ngân hàng ở một nhóm, giải trí ra một nhóm, hay là YouTube ra một nhóm, anh chị em đấy. Thì giống như mình, bây giờ mình đã cho toàn bộ rồi, và ở dưới thanh tab này mình cũng cho gọi điện thoại một ở dưới cùng đầu tiên, thứ hai là tin nhắn, và thứ ba là trình duyệt web và Chrome. Mình hay Chrome, sử dụng Chrome để đồng bộ cùng hệ điều hành Android cho thông minh hơn đấy. Và thứ hai sẽ là camera. Đấy, camera mình hay sử dụng để chụp ảnh mà. Và sau khi mình gom tất cả các cái ứng dụng bên ngoài, tiếng Trung, tiếng Tàu, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha vào rồi, thì mình sẽ kéo sang một cái trang khác mà không liên quan cái trang vừa rồi nữa, ném mà thật xa để nó không đụng chạm gì đến những cái ứng dụng mà để chúng ta hay sử dụng, nó đỡ bất tiện và đỡ phải tìm. Thế nào mình hay sử dụng, mình để ở trang mặt tiền cho nó dễ tìm kiếm. Đấy, đấy, thì ở trong nếu mà ở mặt tiền chúng ta cũng để các cái thư mục như này, nhưng mà với là một nhóm, ví dụ nhóm ngân hàng, nhóm Zalo, nhóm Facebook, nhóm YouTube với cả TikTok đi chung với nhau. Đấy, thì nó sẽ dễ hơn, đỡ phải lật nhiều trang, đỡ tốn thời gian hơn. Kể cả như này, mình sẽ ném hết toàn bộ vào một thư mục. Đấy, Gallery này cũng mục để xem ảnh thì mình giữ nguyên. Đấy, rất là tiện lợi đúng không? Đấy, rất là tiện lợi. Chúng ta không phải lật nhiều trang để tìm ở thư mục nữa. Đấy, đấy. Vâng. Vâng, với cả những máy chiếc máy Android ngày thường thường ở chúng ta thì có thể sử dụng một lúc hai Facebook, hai Zalo, hai chương trình, hai app để có thể đăng nhập được hai Facebook một lúc trên một máy, hai Zalo trên một máy một lúc, hai TikTok trên một máy một lúc. Thì chúng ta vào Play Store, download đầu tiên là tra sẽ download Facebook về để cài. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình download Zalo. Tay mình hơi nhanh tí. Rồi, anh chị em có thể không kịp nhìn. Rồi, vâng, và sau khi download xong nó sẽ ra đây. Đợi tí để download xong thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị em cách nhé. Đấy, Facebook anh chị em thì đây chưa? Có một cái đúng không? Thì bây giờ Zalo chờ một tí sẽ có. Đây, Zalo có rồi. Đây,
chắc tôi sẽ chuyển những cái này về, tôi hay sử dụng, chuyển về trang chính. Nhưng mà đợt trước tiên tôi vào tôi muốn bật hai cái lên thì tôi sẽ chọn thôi được rồi, chuyển về trang chính, chắc có nhân đôi lên nó sẽ trang chính nó tiện. Đây ấy, trang chính đây chưa, trong nhân đôi trang chính đỡ phải di bốn lúc bốn cái, di hai cái tiện hơn, nó hơn di bốn cái mà, đúng không? Đấy rồi, vào setting phần app đu app này, và phần đu app để bật hai app lên. Rồi this, bật cái Zalo này sẽ hai app này, toàn bộ những cái ứng dụng mà trên màn hình bây giờ sẽ hiện đây hết, hiện đây hết. Chúng ta cần mở cái nào ra hai app là chúng ta sẽ hiện ra màn hình hai app đây. Ồ, nó cũng hiện, vẫn hiện đây này. Này phải kéo lại mất không. Ok, vậy tôi thả vào thư mục Facebook, tôi thả vào thư mục Zalo. Tôi thường hay phân mục cái loại mà chuyên để chat để riêng một thư mục, như là Messenger hay Zalo để riêng một thư mục. Còn Facebook là cái chương trình duyệt dạng như trình duyệt web chôm này, tôi để một thư mục. Đấy, hay chat hay cho nói chuyện thì để một thư mục. Đấy, thì vừa rồi tôi có hướng dẫn cho anh chị em cái cách để cài được hai app trên một những cái con Xiaomi hay con Android rồi, có thể cài được hai app rồi. Vừa rồi tôi có hướng dẫn cho anh chị em cái cách cài đặt những cái ứng dụng cũng như là CH Play hay Gboard hay là hai ứng dụng trên một máy điện thoại Android. Anh chị em muốn đặt thêm câu hỏi gì hãy đặt câu hỏi cho tôi và follow kênh của tôi để có thể tôi có hỗ trợ anh chị em nhiều hơn. Và chúc anh chị em thành công.